Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong ngày 21 tháng 4, cả nước ghi nhận 2.474 ca mắc COVID-19, tăng nhẹ so với ngày hôm qua 20 tháng 4, 2.461 ca. Có 206 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, hiện có 120 bệnh nhân đang thở oxy. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.540.722 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người, có 116.628 ca nhiễm. Trong ngày, nước ta không ghi nhận ca tử vong nào. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26 trên 230 vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm vaccine COVID-19, trong ngày 20 tháng 4 có 14.259 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.128.292 liều. Trong hơn 3 tháng, nước ta chưa ghi nhận ca COVID-19 tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng, nguyên phó hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hiện nay COVID-19 ở Việt Nam không đáng lo ngại vì đa số người dân đều tiêm chủng đầy đủ, một số lượng lớn người từng bị nhiễm và ngành y tế cũng có kinh nghiệm đối phó với dịch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ở nhiều quốc gia, do tiêm chủng chưa đầy đủ vẫn có khả năng lây lan nhanh và xuất hiện biến chủng mới. Do vậy, về nguy cơ xuất hiện một đợt dịch mới là có, nhưng khá thấp. Tiến sĩ Đặng Thanh Huyền, Phó trưởng Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia cho biết, vaccine phòng COVID-19 có hiệu quả trong việc phòng bệnh và các biến chứng do COVID-19 gây ra, giảm tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong. Trong thời gian qua, với việc triển khai rộng rãi tiêm chủng vaccine COVID-19 cho toàn dân, số ca mắc mới, số chuyển nặng có xu hướng giảm so với thời điểm vaccine chưa bao phủ rộng rãi. Bên cạnh việc tiêm vaccine, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần tuân thủ nguyên tắc bảo vệ cho mình và người khác tại nơi công cộng bằng cách đeo khẩu trang và khử khuẩn thường xuyên. Trước nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sắp tới, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam cho biết, dù số ca mắc có gia tăng nhưng khả năng dịch bùng phát lớn gây quá tải cho hệ thống y tế hay số ca tử vong tăng mạnh như đợt dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phía Nam năm 2021 là khó xảy ra. Bởi hiện, biến chủng phụ dù lây lan nhanh nhưng vẫn là biến thể của chủng Omicron, chủ yếu gây bệnh nhẹ, không gây ra triệu chứng nặng. Tuy nhiên, ngành y tế cần đánh giá lại nguy cơ của COVID-19 xem liệu có xuất hiện biến chủng mới, nguy hiểm, gây diễn biến nặng, các triệu chứng nguy hiểm hay có thể vô hiệu hóa vaccine chúng ta đang sử dụng hay không. Từ đó, có cảnh báo cho người dân đưa ra các phản ứng phù hợp để chủ động trong công tác phòng chống dịch. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản gửi Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học với danh sách 16 bệnh truyền nhiễm quản lý trong trường học, bao gồm sởi, tay chân miệng, rubella, ho gà, bạch hầu, quai bị, thủy đậu, cúm AB, sốt xuất huyết, viêm họng nhiễm siêu vi, tả, não mô cầu, viêm não virus, viêm phổi virus nặng, bệnh nặng không rõ nguyên nhân và COVID-19. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức giám sát, phát hiện báo cáo ca nghi ngờ hoặc mắc bệnh truyền nhiễm. Thông báo ngay cho trạm y tế khi có một trong các trường hợp phát hiện ca mắc hoặc nghi mắc một trong các bệnh truyền nhiễm. Ghi nhận nhiều người học, giáo viên, nhân viên cùng có vấn đề sức khỏe trong cùng một thời gian. Khi có ca nghi ngờ hoặc ca mắc bệnh truyền nhiễm, nhà trường cần thông báo và phối hợp ngay với trạm y tế để tổ chức điều tra dịch tễ, xử lý các ca bệnh, ngăn ngừa bệnh lây lan. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền thông phòng bệnh trong trường học và truyền thông đến phụ huynh về lợi ích của việc tiêm vaccine. Trước số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội tiếp tục tăng cao, Sở Du lịch Hà Nội đã có công văn yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, yêu cầu các đơn vị cá nhân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho khách du lịch, người lao động, tuân thủ các biện pháp theo thông điệp 2K, khẩu trang, khử khuẩn.
Ngay khi COVID-19 quay trở lại, một số địa phương đã tăng cường cảnh báo. Tại Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh, ngay khi số ca mắc bắt đầu tăng, thành phố cũng bắt đầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và Dỗ Tổ Hùng Vương. Hà Nội đề nghị người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đồng thời tiếp nhận, phân bổ gần 18.000 liều vaccine COVID-19 để tăng cường tiêm chủng cho người dân. Đại diện Trung tâm Y tế quận Hà Đông cho biết, hiện quận đang triển khai kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là trường học. Vị này cho biết, khi trẻ có ho, sốt sẽ được xét nghiệm nhanh để xác định có dương tính COVID-19 hay không. Trẻ mắc COVID-19 sẽ thông báo với nhà trường. Sau đó, nhà trường thông báo đến trạm y tế thực hiện khử khuẩn lớp học. Học sinh mắc bệnh tùy thuộc vào tình trạng sẽ được cách ly tại nhà hoặc điều trị tại cơ sở y tế. Về giấy xác nhận mắc COVID-19, một trưởng trạm y tế tại Hà Nội thông tin vẫn thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Theo đó, người mắc COVID-19 sau khi đến trạm y tế sẽ được cấp giấy xác nhận để xin nghỉ phép, hưởng chế độ bảo hiểm. Cách ly tại nhà theo quy định từ 7 đến 10 ngày khi âm tính với COVID-19 sẽ được cấp giấy xác nhận. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thông tin số ca mắc đang có chiều hướng gia tăng, có thể bùng phát trở lại. Thành phố đã kích hoạt chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ trước COVID-19, đề nghị các quận huyện tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19. Người không có triệu chứng nhẹ sẽ được cách ly, điều trị tại nhà trong vòng 7 ngày nếu đủ điều kiện. Sau 7 ngày, nếu kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine. Trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận người bệnh cách ly tại nhà, khỏi bệnh. Ngày 21 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Đoàn kiểm tra đã có mặt tại trường Tiểu học Mỹ Đình 1 và trường Trung học Phổ thông Trí Đức, nơi phát hiện ổ dịch COVID-19. Báo cáo với đoàn kiểm tra, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết, tính đến ngày 20 tháng 4, toàn quận ghi nhận 5 loại bệnh truyền nhiễm gây dịch gồm COVID-19 với 454 ca, thủy đậu 155 ca, tay chân miệng 29 ca, sốt xuất huyết 9 ca, quai bị 6 ca. Riêng dịch bệnh COVID-19 có tăng nhiều từ đầu tháng 4 năm 2023 và ghi nhận 3 ổ dịch COVID-19, trong đó 2 ổ dịch tại trường học. Các trường hợp mắc chủ yếu có biểu hiện lâm sàng nhẹ, ho, nghẹt mũi, chiếm đến 90%. Chỉ có 4 trường hợp nặng phải chuyển viện, hiện tại đã ổn định và được ra viện. Đại diện Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết, 100% các ca bệnh ổ dịch đều được điều tra, xử lý theo đúng quy định. Riêng các ổ dịch COVID-19 ở trong trường học, nhà trường và gia đình phối hợp giám sát sức khỏe của học sinh, xét nghiệm khi có triệu chứng. Kiểm tra tại điểm tiêm vaccine tại trạm y tế phường Phú Đô, bà Vũ Thu Hà ghi nhận, điểm tiêm được bố trí, các bàn tiếp nhận thông tin, dây chuyền tiêm bảo đảm theo nguyên tắc một chiều, đáp ứng an toàn trong phòng chống dịch. Bà Thu Hà yêu cầu, điểm tiêm cần tiếp tục tăng cường, tuyên truyền về lợi ích của vaccine phòng COVID-19 đến người dân, đồng thời triển khai quyết liệt việc rà soát, kiên trì vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nhất là với các nhóm đối tượng người cao tuổi, người thuộc nhóm nguy cơ cao. Đoàn cũng tới kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại trường Tiểu học Mỹ Đình 1 và trường Trung học Phổ thông Trí Đức. Tại thời điểm kiểm tra, nhà trường đã tuân thủ nghiêm việc thực hiện 2K trong phòng chống dịch bệnh. Hiện tại trường Trung học Phổ thông Trí Đức, nơi phát hiện ổ dịch COVID-19, đến thời điểm này, đã 6 ngày kể từ ngày 16 tháng 4, trường không phát sinh thêm ca bệnh mới. Hiện còn 3 học sinh mắc bệnh đang theo dõi sức khỏe tại nhà. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!